Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 38, trang 30, sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở bài số 38, đề kiểm tra toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau. Đầu tiên đó là điểm số là ký hiệu là x này, tần số là n. Với điểm là 4 thì tần số xuất hiện là 1. Với điểm là 5, tần số xuất hiện là sao. Với điểm là 7, tần số xuất hiện là 2. Với điểm là 8, tần số xuất hiện là 3. Điểm 9 thì tần số xuất hiện là sao. Và tổng ở đây n của chúng ta là bằng 10. Biết điểm trung bình của cả tổ là 6,6. Tính, hãy điền các giá trị thích hợp vào hai ô trống được đánh dấu sao. Đây tức là chúng ta sẽ đi điền các giá trị vào hai ô trống này. Thì ở đây các em nhận thấy này, với điểm là 4, xuất tần số xuất hiện là 1. Tổng của cả tổ đây là 10 bạn, tức là chỉ có một bạn được điểm là 4 và hai bạn được điểm 7, ba bạn được điểm 8. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm xem là có mấy bạn được điểm 5 và bao nhiêu bạn được điểm 9. Rồi, biết điểm trung bình của cả tổ rồi. Thì đầu tiên ở đây thì cô sẽ đi gọi x là tần số xuất hiện điểm 5, tức là x là số học sinh được điểm 5. Và cô sẽ đi biểu diễn các đại lượng còn lại theo biến x mà cô đã gọi. Thì đầu tiên này, cô sẽ gọi x là số học sinh được điểm 5. Rồi, sau khi đã gọi x là số học sinh được điểm 5 rồi, thì bây giờ cô nhận thấy này, số học sinh của cô thì x phải lớn hơn 0 và phải nhỏ hơn 10. Ở đây là 0 là phải lớn nhỏ hơn x và x phải nhỏ hơn 10. Và x của chúng ta ở đây thì phải tập hợp tập n sao là tập số nguyên. Số tự nhiên. Rồi, sau khi đã đi tìm, đã đi đặt đi gọi và đặt điều kiện xong thì bây giờ nhá. Vì x, cô đã gọi x là số bạn được điểm 5, lên lúc này là tần số này xuất hiện điểm 5 cũng chính là x, đúng không các em? Và bây giờ chúng ta sẽ phải đi tính tần số xuất hiện điểm 9. Thì ở đây cô sẽ ghi thêm nhá, tần số xuất hiện điểm 5 chính là x, đúng không em? Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tính tần số xuất hiện điểm 9. Rồi, tần số xuất hiện điểm 9 thì chính bằng, ở đây của chúng ta là có 10 học sinh đúng không? Chúng ta sẽ trừ đi 1 này, trừ đi x, trừ đi 2 và trừ đi 3 thì sẽ ra tần số xuất hiện điểm 9. Vậy thì tần số xuất hiện điểm 9 ở đây chính là 10 trừ đi 1 cộng x cộng 2 và cộng 3, và cho chúng ta kết quả chính là 4 trừ x. Sau khi tìm xong được tần số xuất hiện điểm 9 thì bây giờ chúng ta lại dựa vào dữ kiện, đó là điểm trung bình của cả tổ là 6,6. Điểm trung bình của cả tổ được tính bằng công thức, đó chính là điểm số nhân với tần số xuất hiện rồi chia cho tổng, đúng không em? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có đó là điểm trung bình của cả tổ bằng 6,6, đúng không? Nên lúc này là ta có một cái phương trình như sau. Đó chính là 4 nhân 1 cộng 5 nhân x cộng 7 nhân 2 cộng 8 nhân 3 cộng 9 nhân cho tần số xuất hiện lúc này là 4 trừ x và chia cho tổng của chúng ta đây là bằng 10, được kết quả bằng 6,6. Rồi, sau khi đã biết được phương trình xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải phương trình. Ở đây thì phương trình lúc này của chúng ta sẽ tương đương với này, đó chính là 4 cộng 5x cộng với 14 cộng với 24 cộng với 9 nhân cho 4 trừ x thì sẽ bằng phần 10 thì sẽ bằng 66 phần 10. Và đến đây thì các em sẽ tương đương được với, đó chính là
4 cộng 5x cộng với 14 cộng với 24 cộng với 9 nhân cho 4 trừ x thì sẽ bằng 66. Tiến hành thu gọn phương trình thì lúc này cô sẽ thu được đó chính là 4 cộng với 5x cộng với 14 cộng với 24 cộng với 36 trừ cho 9x được kết quả bằng 66. Và đến đây thì các em sẽ tương đương được với đó chính là âm 4x cộng với 78 bằng 66. Và đến đây chúng ta sẽ tương đương được với đó chính là âm 4x của chúng ta thì sẽ bằng 66 trừ đi 78. Và tương đương với âm 4x sẽ bằng âm 12. Rồi, âm 4x bằng âm 12 rồi thì đến đây chúng ta sẽ tương đương được với đó là x của chúng ta sẽ bằng âm 12 chia cho âm 4. Và lúc này các em sẽ được kết quả đó là x bằng 3. X bằng 3 thì đối chiếu với điều kiện đó là 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn 10 và x thuộc vào tập hợp N thì chúng ta thấy giá trị bằng 3 ở đây là thỏa mãn. Vậy thì tần số xuất hiện điểm 5 lúc này sẽ là 3 đúng không em? Tần số xuất hiện điểm 9 lúc này sẽ là 4 trừ 3 và bằng 1. Rồi, ở đây thì các em sẽ kết luận. Vậy tần số xuất hiện điểm 5 là 3 và tần số xuất hiện điểm 9 lúc này sẽ là 4 trừ 3 và bằng 1. Vậy là đến đây thì các em đã điền được hai giá trị vào hai ô số. Đầu tiên ở đây sẽ là 3 và ô thứ hai sẽ là 1. Vậy là cô đã cùng với các em giải xong bài 38 trang 30 sách giáo khoa toán 8 tập 2.